nhân quả, chúng con không hiểu được tại sao có nhiều người làm ăn bất thiện, không chân chánh, lại giàu hơn những người làm ăn lương thiện. Về luật nhân quả đó, để hiểu cái sự vận hành của nó đó, thì chúng ta phải nắm được cái yếu tố rất quan trọng mà thường bị bỏ quên, đó là duyên. Duyên là mắt xích giữa nhân và quả. Có rất nhiều người sống lương thiện nhưng mà không tạo ra các thuận duyên để giúp cho các hạt giống lương thiện đó được trổ quả. Sau khi mà gieo trồng các hạt giống thiện rồi thì họ phớt lờ đi, họ bỏ quên đi, họ cũng không quan tâm. Thì đây là cái tâm lý rất thông thường của rất nhiều người. Ví dụ như khi một người nào đó sống ở mức độ trung lưu trở lên, lương bổng dư giả, và mỗi tháng đó họ cũng không có nhu cầu đi làm việc thiện, làm Phật sự, tu tập Phật pháp, vì họ nghĩ rằng là tôi chưa từng làm việc xấu, cuộc sống của tôi như thế là đã đủ rồi. Thì bằng cái lối sống như thế đó thì họ thiếu hoàn toàn các thuận duyên vốn hỗ trợ cho những hạt giống tích cực, cho nên đó, quả trổ cho các hạt giống tích cực đó trở nên rất là chậm và hiệu quả cũng không có cao. Đối với những người gieo những hạt giống xấu đó, thì chúng ta phải hiểu là gì? Phần lớn đó, họ thường có một cái cuộc sống rất là lắt léo. Những người dính vào những cái đường dây mafia chẳng hạn, thì ngoài cái hoạt động gọi là giang hồ, giết người không gớm tay, bằng ra lệnh, bằng mua chuộc, bằng đâm thuê chém mướn, vân vân, thì họ lại đồng thời cùng lúc đó làm rất nhiều các việc từ thiện xã hội. Một mặt là gì? Để bảo vệ và che đậy cái nghề nghiệp xấu mà nó thuộc về bản chất sâu xa ở bên trong. Cho nên đó là các hành động xấu đó lại được hỗ trợ bởi các cái nghiệp thiện này, thì hai cái nó cùng trổ quả một lúc. Cho nên đó, những người như thế đó thì chỉ thường bị phát hiện và phanh phui và chịu tội trước pháp luật đó, vào những giai đoạn cuối đời thôi, vì cái khéo léo của những cái thuận duyên này đã che đậy hết, đã bưng bít hết, đã giấu giếm hết, cho nên đó là nó chưa có dịp để trổ quả thôi. Và từ đó đó, nó làm cho rất nhiều người quan sát ngộ nhận rằng tại sao kẻ làm xấu lại sống một cuộc đời sống là dửng dưng và ngoài vòng luật pháp như thế. Thực ra đó thì không bao giờ có cái tình trạng là ngoài vòng luật pháp. Nếu có đó, nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định của một kiếp người, chứ không thể là vĩnh viễn được. Tôi xin nêu trường hợp của ông Năm Cam tại Việt Nam, mà có lẽ là ở hải ngoại các Phật tử đều biết hết qua cái vụ án nổi cộm của ông cách đây là mười mấy hai chục năm. Thì ông Năm Cam là một cái mạng lưới mafia mới tại Việt Nam và mua chuộc luôn cả thứ trưởng Bộ Công an, giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và đàn em của ông là gần như là mua chuộc được rất nhiều các cái công an của địa phương. Cho nên là cái hoạt động của thế giới ngầm này đó, nó đã được là bảo bọc suốt là mười mấy năm trời. Thì cuối cùng là Bộ Công an phải nhập cuộc mới phá được cái vụ án đó. Và hậu quả là gì? Ông ấy bị tuyên án tử hình. Ở cuối đời thì ông Năm Cam tỏ ra hối hận vì thường bị ác mộng như là người giết trả thù, kẻ báo oán. Và lúc đó đó, trong cái nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, thì ông nhớ đến đứa con gái của ông là một sư cô đang du học ở tại Đài Loan. Và khi mà sư cô này biết là cha của mình đó, sống một cái cuộc đời bất lương, mặc dù cô ấy không có bằng chứng, thì sư cô đó là cự tuyệt không nhận bất cứ một đồng xu nào do cha mình trợ cấp, để gây áp lực và khuyên cha của mình từ bỏ nghiệp xấu này. Nhưng mà trả lời với sư cô đó, thì ông Năm Cam nói rằng là ông không hề có như thế, cái đó chỉ là những lời đồn đãi thôi. Nên cuối cùng đó, là ông ấy phải chấp nhận một cái hậu quả, đó là phải chết dưới hình thức là tử hình.
Cuối đời thì giàu có hối hận, nhưng mà nó đã quá muộn màng rồi. Thì trường hợp của ông Nam Cam là một trong những ví dụ cho thấy người ta có thể qua mặt được luật pháp trong những giai đoạn nhất định, khi mà luật pháp đó nó có những lỗ hổng và nó được bưng bít bởi những cái kẻ khéo léo sống ngoài dòng luật pháp. Nhưng rồi không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Cái chết bằng tử hình của Nam Cam là một minh chứng cho điều đó. Và những cái vụ mafia lớn trên thế giới này cũng có những cái kết cục tương tự thôi. Cho nên nói tóm lại, bằng những hoạt động khéo léo và bao che, bằng sự đút lót và hối lộ, thế giới ngầm của những kẻ xấu ác là có thể duy trì cái sinh hoạt đó trong khoảng một thời gian, một thập niên, hai thập niên, ba thập niên, nhưng không ai có thể duy trì đó suốt cả một kiếp người. Và nó tóm lại là không ai có thể qua mặt được luật pháp. Cho nên á, dựa vào luật pháp thì chúng ta tin rằng là cái công bằng xã hội là tương đối. Dựa vào luật nhân quả, chúng ta tin rằng đó, cái công bằng xã hội ở đây đó là tuyệt đối. Do đó, với tư cách là một người làm thiện, dầu quả trổ của nó có hay muộn, thì thay vì lo lắng, căng thẳng, mất niềm tin, chúng ta hãy đầu tư vào các thuận duyên để cho nhân tốt của mình được trổ quả kịp thời. Vì đồng thời chúng ta phải hạn chế một cách tối đa các cái nghịch duyên xảy ra, vốn trở thành là các kỳ đà cản mũi và gây trở ngại cho sự trổ quả của các hạt giống lành. Tôi xin đưa một ví dụ. Khi Sài Gòn và tỉnh Tiền Giang đó xây con đường cao tốc đầu tiên, thì con đường này nó đi ngang qua những cái cánh đồng lúa. Và đường cao tốc đó, thì như chúng ta biết đó, là ban đêm đó đèn rất là rực sáng, mà lúa ngược với thanh long kỵ ánh sáng về đêm. Thanh long á, mà có ánh sáng đèn điện về đêm á, thì quả sẽ trổ sai và trái đó sẽ ra cái vị ngọt. Thì do vì đèn điện nằm trên đường cao tốc này đã ảnh hưởng đến những cái lúa được trồng dọc theo, cho nên lúa bị thất thu. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì các nhà kỹ sư nông nghiệp mới phát hiện ra tình trạng đó và khích lệ những người dân đó là kiện chính quyền địa phương để được trợ cấp về cái bù lỗ do phá sản bởi cái con đường cao tốc này đi ngang qua. Thì vậy câu chuyện này cho chúng ta thấy đó, người nông dân đó chân lắm tay bùn, làm nông nghiệp đúng phương pháp, bón phân, tưới nước, ánh sáng, rồi thuốc trừ sâu, ấy thế mà vẫn trắng tay chỉ vì một nghịch duyên duy nhất, đó là gì? Ánh sáng tác động về đêm thôi. Thì tương tự các việc làm lành của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình làm xong rồi mình không để ý, các cái nghịch duyên đó nó bắt tác động đa chiều, mình không có ngăn cản nó, và cái sự tăng trưởng của nghịch duyên đó đã phá hoại và triệt tiêu phần lớn các hạt giống tốt mà chúng ta đã gieo trồng. Từ đó chúng ta bị ngộ nhận rằng đó, người làm lành đó là không có được cái quả lành, mà thực tế là vì những cái tác động ngược chiều của các cái nghịch duyên này mà thôi. Cho nên trong quá trình tu tập và sống theo nhân quả đó, thì các quý Phật tử phải lưu ý nghịch duyên là nên tránh tối đa, thuận duyên cho nghiệp lành đó phải gieo trồng một cách tuyệt đối, không nên trì hoãn đó, và cũng không nên đó là tiết kiệm đó. Nhờ đó đó thì quả trổ tốt đẹp đó sẽ có mặt với chúng ta trên từng cây số. Trong thời Đức Phật đó, mỗi khi các Phật tử tại gia đến chùa nghe Đức Phật thuyết giảng và hướng dẫn thực tập đó, thì khi ra về Đức Phật thường chúc tụng năm loại phước. Thứ nhất là phước dung sắc, để bổ sung cho cái phước tướng của con người. Mà có nhiều người thì tướng không được đẹp, nhưng mà nếu mà thực tập tâm từ bi hạnh quan hỷ đó, thì cái dung sắc của đó vẫn được tươi mát và được mọi người kính mến ha. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba là phước tài sản đủ đầy. Thứ tư là phước thuận duyên được người giúp đỡ và dễ thành công. Và thứ năm là phước trí tuệ. Khi mà mình nói nhân và quả là mình nói chung chung thôi, còn áp dụng vào trong cuộc sống đó, thì nó cần phải một cách cụ thể. Là có rất nhiều người
người ta sống lương thiện, mà sống lương thiện không có nghĩa là người đó làm việc thiện. Lương thiện có nghĩa là họ không phạm pháp thôi. Không phạm pháp, nói theo nhân quả thì họ không có phước nào hết á. Họ chỉ có được một cái cơ hội là gì? Sống thoát khỏi nanh vuốt của luật pháp thế thôi. Thì phần lớn người ta đang bị dừng lại ở cái điểm xuất phát này, tức là không hề phạm pháp nhưng lại hiểu ngược và sai lầm rằng là tôi đã hoàn thiện hết tất cả các việc làm. Chính vì thế mà đạo đức Phật dạy đó, thì ngoài cái việc không phạm pháp, chúng ta phải chủ động làm nhiều các việc lành. Thì cái việc làm lành này đó, nó lại trở thành nhân tố tích cực để trổ những cái quả phúc ở trong tương lai. Còn việc lành đó, nó được chia làm 5 nhóm như Đức Phật đã nêu ra. Nhóm phước tướng, nhóm tài sản, nhóm sức khỏe tuổi thọ, nhóm thuận duyên và nhóm trí tuệ. Thì giờ đó là rất nhiều người ăn chay trường nè, tụng kinh niệm Phật nè, giúp đỡ không có giấu nghề nè. Thì tất cả những cái việc tu đó nó tạo ra những cái quả phúc khác. Thì không thể mà kỳ vọng để tạo ra được cái quả có tài sản giàu sang phú quý, ăn uống đầy đủ tiện ích là dư giả được. Và theo Đức Phật đó, thì muốn có cái loại phước nào, chúng ta phải gieo trồng chánh nhân của loại phước đó. Chứ không phải là mình niệm Phật để mình cầu mình có được sức khỏe dẻo dai, rồi làm ăn mua may bán đắt. Thì vì cái bản chất nhân của niệm Phật này, nó làm cho tâm mình được tỉnh thức, được an lành, được nhẹ nhàng, được bình an thôi. Chứ nó đâu có liên hệ đến những cái quả mà người cầu nguyện nó thường hướng đến đâu. Cho nên là để cho nhân và quả đó nó trổ một cách tương thích, thì chúng ta phải hiểu bản chất của nhân và quả là nó cùng tính chất. Nó cùng tính chất. Như vậy cái lời nguyện ước nào từ nhân dẫn đến kết quả mà không có phù hợp với nhau thì chắc chắn là không thể có được cái thành quả ở trong tương lai. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ các bản chất và các loại giống nhân để gieo trồng một cách là đa dạng, đầy đủ và hỗ trợ bằng các thuận duyên tích cực. Ngoài ra đó thì về cái cộng hưởng nhân quả, ngoài cái tác động của những cái nhân thuận, nhân duyên thuận, duyên nghịch ở hiện tại đó, thì nó còn cái tác động của nhân quả quá khứ nữa. Và thông thường thì trong kinh Trường Bộ, Đức Phật ít khi nào khích lệ chúng ta là nói kết với quá khứ lắm. Tại vì thứ nhất á, phần lớn chúng ta không có được cái túc bệnh minh để nhìn thấy nó và lý giải nó, chúng ta chỉ cái suy luận thôi, và nó dễ dàng rơi vào cái tình trạng hoặc là mê tín, hoặc là thiển cận, hoặc là dò đoán thôi. Do đó Đức Phật khuyên là gì? Hãy phân tích phần lớn cái nguyên nhân ở hiện tại này. Còn về cái tác động tích cực của nhân quá khứ ở trong một cái đời quá khứ là cái có thật, là có thật thôi. Thí dụ như là có nhiều người sinh ra là hưởng cái kế thừa của cha mẹ là triệu phú, tỷ phú để lại. Thì những người đó chúng ta biết 100% rằng là cái phước quá khứ của họ về tài sản là gieo trồng quá nhiều rồi. Cho nên kiếp này đó, dù không tiếp tục gieo trồng, họ vẫn có thể hưởng thêm nhiều kiếp nữa vẫn chưa hết. Cái đó không phải là một cái sự ngẫu nhiên hay là may mắn nói theo dân gian, mà nó là cái sự gọi là hưởng phước từ những cái kiếp trước đã làm. Chẳng hạn bây giờ sinh ra trong hoàng gia của Nhật Bản, Anh Quốc, Thái Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, vân vân. Thì những người này đã hưởng được cái phước có sẵn à, kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác và được luật pháp bảo hộ cho việc đó. Thì cái đó là chúng ta biết là chắc chắn 100% là phước của quá khứ. Còn những trường hợp còn lại khi mà mình chưa có thấy rõ được á, thì Đức Phật khuyên là không nên nói kết với quá khứ, vì cái đó nó sẽ trở thành một lý do biện hộ rất là khéo léo. Ví dụ đi, một người nào đó dễ bị mắc vặt, mắc trộm, rồi cứ đổ thừa là do kiếp quá khứ tôi đã từng là kẻ ăn trộm, cho nên kiếp này tôi phải bị ăn trộm lại. Đó là một cái loại nhân quả định mệnh mà theo Đức Phật á, là tà kiến, chứ không nên lý giải theo như thế. Vì cái đó nó rất là nguy hiểm. Nếu mà mình phân tích nguyên nhân đi, thì những cái việc mà mất trộm, bao gồm mất xe, là do sự bất cẩn của người sở hữu. Hoặc là người đó tiết kiệm đi, đậu xe không vào trong bãi,
cũng không có vé giữ xe, không có cái an toàn trong giữ xe, chỉ vì tiết kiệm một vài đồng bạc thôi mà dẫn đến cái tình trạng bị mất xe. Thì lúc đó đó, đừng bao giờ nối kết gì với quá khứ. Và ở đây đó là nghiệp bất cẩn, nghiệp keo kiệt, nghiệp thiếu hiểu biết, cho nên dẫn đến cái nhân xấu hoàn toàn ở trong cái kiếp này. Và do đó có những hệ thống nhân quả đó, chúng ta phải phân tích và lý giải đó ở hiện tại, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng nối kết nó với quá khứ. Thì những cái câu hỏi và chia sẻ của một Phật tử đồng tu, tôi giải thích rộng thêm một chút để chúng ta thấy rõ và đừng có lý giải nhân quả theo mặt phẳng. Còn cái quyển kinh là Nhân Quả Ba Đề đó, thì nói thật với quý vị đó là do Trung Quốc viết, chứ hoàn toàn không phải là do Đức Phật viết. Thì cái tác phẩm đó đó, nó có cái tác dụng giáo dục đạo đức, cho người ta sợ hãy giết một con gà thì kiếp sau bị con gà giết lại, hãy ăn cắp một đồng bạc thì bị ta ăn cắp lại một đồng bạc. Đó là nhân quả mặt phẳng, mà vốn không phải là nhân quả thật. Còn nhân quả thật đó, nó là nhân quả đa chiều. Mà đa chiều là gì? Tất cả các cái nhân đối lập nhau thì đó, nó xóa sổ lẫn nhau, nó lội trừ lẫn nhau, thì cái còn lại là kết quả. Thì cái đó nó liên hệ đến là duyên thuận và duyên nghịch giữa nhân và quả. Cho nên chúng ta hiểu thêm một chút xíu như thế để không có lý giải nhân quả một cách tiêu cực. Chẳng hạn như đợt sóng thần 2011 hay là 2009 đó, 11 tháng 3 2009 tại Nhật Bản, thì một số người đó nói rằng là người Nhật Bản vì ăn thủy hải sản rất là nhiều, cho nên quả của họ phải trổ là gì? Đó là chết, đó là 30 mấy ngàn người chìm ở dưới nước, trả lại cái quả ăn đó là tôm cua cá ghẹ. Nó như vậy là không có đúng nhân quả gì hết á. Người ta đang khổ đau còn đổ dầu khổ đau vào trong đó nữa thì làm sao giải quyết được. Hoặc là cái cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á vào năm 2006 ở một số nước trong đó có Phật giáo như là Thái Lan và Tích Lan đi, thì cái hiện tượng đó nó dẫn đến tình trạng là mất Phật tử vào tay của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành qua các hoạt động trợ giúp. Thì một số người cũng lý giải rằng là vì khu vực này là dân chài, mà dân chài là đánh bắt cá lưới bán làm khô, không biết bao nhiêu sinh linh đã bị giết rồi, cho nên đó, hậu quả đó là họ phải bị chết lại theo cái dạng mà trả quả. Thì cái đó nó không phản ánh đúng được nhân quả. Cho nên chúng ta phải lý giải làm sao nó đúng bản chất giữa nhân và quả, tác động bởi yếu tố chính giữa đó là duyên. Và có khi đó là nhân quả mới ở cái kiếp hiện tại này, có khi đó nó là cái dây dưa của một cái nhân nào đó trong quá khứ, chứ không phải lúc nào cũng phải là quá khứ hết. Thì cái đó nó rơi vào tình trạng là tà kiến, hoặc là thường kiến, hoặc là định mệnh, và các Phật tử cần phải nên tránh. Kính thầy,